Người Mỹ đang sinh ít con hơn. Tỷ lệ sinh sản ở mức thấp nhất mọi thời đại, theo báo cáo tháng 4 của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ CDC. Chủ đề này bắt đầu được nhắc tới trong cuộc đua vào Nhà Trắng sau khi một đoạn phỏng vấn hồi năm 2021 của ứng viên Phó Tổng thống Đảng Cộng hòa J.D. Vance tái xuất hiện. Trong đó ông nói rằng, những người của Đảng Dân Chủ thích nuôi thú cưng hơn là nuôi con. Về cơ bản, đất nước này được điều hành bởi những người của Đảng Dân Chủ thông qua những tay tài phiệt tư bản dưới tay của một đám phụ nữ không con chỉ thích nuôi mèo. Ông Vance gọi những thành viên Đảng Dân Chủ là những kẻ chống lại giá trị gia đình. Sẽ cực kỳ nguy hiểm và bất ổn nếu một xã hội không có khả năng tái sinh sản dân số. Không có trẻ em đồng nghĩa không có tương lai, không thể nhập khẩu một thế hệ tiếp theo. Cần phải thực sự có những gia đình ổn định, lành mạnh và hạnh phúc. Healthy, happy families. Tôi nghĩ chúng ta nên biết rằng tỷ lệ sinh đã thay đổi, vì về cơ bản chúng đã thay đổi nguồn cung lao động của chúng ta. Chúng gây ra nhiều áp lực khác nhau lên tài nguyên của chúng ta. Nhưng liệu chúng ta có nên đưa điều đó lên mức báo động hay không thì lại là một câu chuyện khác. Bà Shiba nói rằng số ca sinh ít hơn có thể đồng nghĩa với việc cuối cùng có ít nhân lực hơn, mà điều này có thể gây căng thẳng trên nền kinh tế. Tuy nhiên bà nói thêm rằng mọi thứ phức tạp hơn thế. Vấn đề không bao giờ chỉ là số lượng người trong lực lượng lao động, mà là những người đó tốt đến mức nào. Nghĩa là kỹ năng, trình độ học vấn, độ tuổi của họ phù hợp với nhu cầu trên thị trường lao động ra sao. Một số ý kiến khác cho rằng có lẽ câu hỏi cần đặt ra thay vì có bao nhiêu trẻ em được sinh ra, mà phải là ai là người sinh ra chúng. Nếu bạn nói rằng tôi rất lo ngại về tỷ lệ sinh giảm, thì bạn phải thừa nhận rằng thực tế này chủ yếu xảy ra ở nhóm phụ nữ da trắng. Nghĩa là mối quan tâm của bạn thực sự phải là vì phụ nữ da trắng, có học thức không muốn có con. Trong khi đó, số liệu của CDC cho thấy người Mỹ da màu có tỷ lệ sinh cao hơn, cũng thuận với tỷ lệ tử vong của thai phụ. Tuy nhiên, nhìn chung, tốc độ tăng dân số toàn cầu đã chậm lại trong 5 thập kỷ qua. Trên toàn cầu, tổng tỷ suất sinh hoặc số trẻ em trung bình được sinh ra trên một phụ nữ là khoảng 2,2, chỉ cao hơn mức thay thế một chút. Và điều đó chỉ cho bạn thấy rằng, có rất nhiều nơi trên thế giới, trên thực tế, cứ 3 người trên thế giới thì có 2 người sống ở một nơi có tỷ lệ sinh thay thế thấp. Tỷ lệ sinh giảm ở Mỹ có thể là sự thay đổi trong quan niệm sống. Một nghiên cứu gần đây của Trung tâm Nghiên cứu Pew cho thấy, 47% người trưởng thành từ 18 đến 49 tuổi nói rằng họ khó có thể có con, và trong số đó, 57% nói rằng đó là vì họ không muốn. Nhưng biệt danh quý bà không con chỉ thích nuôi mèo dường như lại là một huân chương danh dự đối với một số người. Ngôi sao nhạc pop Taylor Swift gần đây đã sử dụng cụm từ này để chỉ bản thân mình trong một bài đăng tuyên bố ủng hộ ứng cử viên Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris.